Xin chào đồng bào, lại là Mia. Đó. Các bác thế nào rồi? Có khỏe không? Mia thì vẫn khỏe. Thề là sẽ không buồn ngủ, mặc dù đây là video thông tin nhá. Thề là sẽ không làm tiến sĩ gây mê. Thì có rất là nhiều bạn subscriber của mình hỏi mình là cách chuẩn bị cái portfolio để lúc mà mình nộp vào trường đại học nghệ thuật ấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người tất tần tật những cái tip của mình. Và mình cũng sẽ chia sẻ cái portfolio của mình luôn. Mặc dù là thề với mọi người luôn ấy, mình muốn làm cái video này rất rất là lâu rồi ấy. Kiểu như là từ 8 triệu năm trước rồi ấy. Nhưng mà tại vì mình thấy cái portfolio của mình nó xấu đau xấu đớn lắm mọi người. Mà nhìn vào là cũng xỉu up xỉu down. Mình nhìn vào là kiểu mình không muốn nói đấy là đồ của mình luôn. Nhưng mà ai cũng có những cái lúc bắt đầu đúng không? Đầu tiên mình xin nói sơ qua một chút về trường OCAD. Thì trường OCAD là trường đại học nghệ thuật. Thì trong trường đại học nghệ thuật này sẽ có hai khoa. Một đấy là khoa hội họa, là khoa art. Những gì mà mọi người thường hay thấy ấy, kiểu họa sĩ này, viết văn cũng là một form của nghệ thuật. Thứ hai ấy là cái khoa thiết kế. Thì cái khoa này nó ứng dụng hơn một chút, là nó sẽ có những cái khoa như là thiết kế đồ họa này, thiết kế minh họa là khoa mà mình học nhá, rồi thiết kế nội thất, rồi thiết kế cảnh quan. Tất cả những cái đấy là những cái ngành thiết kế mà mình cảm thấy là nó có một chút nghệ thuật cộng với lại cái ứng dụng vào trong cái thực tiễn hơn. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái requirement của cái ngành của mình nhá. Nếu mà mọi người muốn biết cái requirement chi tiết hơn ấy, thì mọi người có thể vào phần này ocadu.ca/admissions2020. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái cách nộp của những cái đại học nghệ thuật nhá. Thì hồi xưa mình nộp vào trường Sinica với lại trường OCAD. Thì mình thấy tất cả những cái ngành mà thiết kế hay là những liên quan đến vẽ thì nó sẽ tự tựa nhau thôi. Họ sẽ yêu cầu mọi người viết một cái statement of intent là cái thứ nhất. Statement of intent là kiểu một cái thư mà trong đấy mọi người sẽ nêu lên những cái ý kiến của bản thân ấy, là tại sao mọi người muốn học ở đây này, tại sao muốn học thiết kế, tại sao muốn học ở trường này, tại sao muốn học ngành này. Mình nhớ là hồi đấy mình ghi 300 từ, đấy là cái điều họ yêu cầu nhá. Thì mình sẽ ghi là ở Việt Nam ấy, mình đã rất thích vẽ rồi. Rồi đến sang đây mình thấy trường OCAD nằm ngay downtown, nằm ngay giữa cái trung tâm của hội họa ấy, kiểu của hội họa này, văn hóa này, con người, cuộc sống vân vân. Thì mình thích học ở đây. Rồi mình thích học cái ngành minh họa này tại vì mình thích vẽ, nhưng mình cũng thích thiết kế. Tại vì đấy là lý do mà ngành minh họa này nó là kiểu giao thoa giữa thiết kế và hội họa ấy. Thì cái tiếp theo ở trường, những cái trường đại học này yêu cầu ấy là điểm IELTS. Thì điểm IELTS của mọi người sẽ phải là overall là 6.5, không band nào dưới 6. Đến tiếp theo là họ sẽ yêu cầu điểm cấp 3 của mình ấy, là lớp 12 ấy, thì phải là 7.5 trở lên, điểm trung bình 7.5. Và có môn tiếng Anh lớp 12 cũng trên 7.5 luôn, 75% ấy mọi người. Còn mình không rõ là mọi người nếu mà nộp từ Việt Nam ấy, thì mình nghĩ là điểm cũng chia ra kiểu như thế, 7.5. Và có môn tiếng Anh là 7.5, mình nghĩ thế. Tất cả những cái gì mà mình vừa nhắc vừa rồi, Statement of Intent này, điểm IELTS và điểm cấp 3 ấy, nó chỉ là cái khởi đầu thôi. Và cái chính ấy, để mọi người được nhận vào hay không ấy, là cái portfolio của mọi người. Đầu tiên mình sẽ nói về cái yêu cầu cơ bản của cái portfolio này trước. Sau đấy mình sẽ chia sẻ về cái portfolio của mình và tại sao mình làm những cái đấy. Và cuối cùng là những cái tips mà mình nghĩ là sẽ rất là hữu dụng với những cái bạn mà đang chuẩn bị portfolio hoặc là có ý định chuẩn bị portfolio để đi nộp vào những cái trường nghệ thuật như thế này. Đầu tiên, điều cơ bản của trường OCAD nhá. Thì những cái điều cơ bản này mọi người có thể tìm ở trên website của những cái trường mà mọi người muốn nộp, chứ đừng dựa hẳn vào cái mình đưa ra cho mọi người. Cái này chỉ là cái kiểu ví dụ thôi ấy. Họ yêu cầu 8 đến 10 bức họa. Những cái này ấy là mọi người phải làm hoàn thành rồi nhá. 8 đến 10 bức. Nó có thể là nhiều chất liệu khác nhau, có thể là thiết kế thời trang, có thể là thiết kế nhân vật, có thể là tranh hội họa bình thường, vẽ tĩnh vật, hoặc là có thể là tranh minh họa, có thể là tượng nếu mà mọi người muốn. Và cái chất liệu ấy, nó có thể là tất cả những cái gì mà mọi người muốn. Nó có thể là từ tranh vẽ tay đến phác trì, nhưng mà phác trì là kiểu hoàn thành rồi ấy. Hoặc là nó có thể là digital, hoặc là có thể là video, có thể là vẽ trên máy. Là tất cả những cái gì mà mình muốn và mình nghĩ là nó phù hợp với cái ngành mà mình chọn.
cho cái người giám khảo họ thấy ấy, là ừ, cái này là tất cả những cái style của tôi, cái này là tất cả những cái mà tôi muốn mang đến cho bạn xem, là đây là cái khả năng vẽ và khả năng lên ý tưởng của mình. Tiếp theo, cái quan trọng không kém, chiếm 50% cái giá trị của cái portfolio này, đấy là cái process work. Khi mà người ta nhìn vào, người ta chấm của mình ấy, người ta nhìn cái finish là một, nhìn những cái mà mọi người vẽ xong rồi là một. Nhưng mà cái process work là cái rất là quan trọng luôn. Kể cả sau này khi mà bạn vào những cái trường đại học này họ học ấy, thì người ta cũng sẽ chấm điểm những cái quá trình này. Tại vì người ta nghĩ là cái quá trình này ấy, nó quan trọng, nó chiếm đến 70% cái finish work của mình ấy. Tại vì trong cái process work này, mọi người sẽ cho họ thấy được là cách mình lên ý tưởng này, cách mình vẽ bố cục, cách mình lên màu, rồi cách mình chọn nhân vật như thế nào, rồi chọn cảnh quan như thế nào, chọn cái chất liệu như thế nào. Như nó là cái xương, cái cốt của trong một cái ngôi nhà ấy, cái trụ ở trong nhà. Ừ. Cuối cùng là mọi người nên chuẩn bị là trong 8 đến 10 bước này mọi người sẽ có cái phần mô tả. Thì cái phần mô tả này nó tùy, ở trường OCADU sẽ cho nộp hai kiểu. Một ấy là đi phỏng vấn face to face với lại hai giáo sư. Hai ấy là mọi người sẽ nộp qua cái kiểu như là có một cái portal online của trường đại học ấy, thì mình sẽ nộp qua đấy. Thì người ta sẽ expect mình là mỗi bức tranh ấy thì mình sẽ phải có cái phần mô tả, và trong cái phần mô tả này sẽ là 50 từ. Thì trong cái phần mô tả này mọi người sẽ nói về cái chủ đề nhá, làm bởi một cái chất liệu gì đấy và tại sao mọi người làm như thế trong vòng 50 từ. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái portfolio của mình. Nhưng mà mình nghĩ là cái portfolio này ấy, mặc dù là nó xấu so với mình hiện tại thôi, nhưng mà mình nghĩ là mọi người đừng có nên tự ti. Hồi xưa mình cũng nghĩ, mình cũng rất là tự ti ấy, kiểu như là mình nghĩ là ừ, mình vẽ xấu như thế này nộp thì chưa chắc mình đã được vào đâu. Thế nhưng mà khi mà mình nhận được cái offer ấy, thì người ta nghĩ là cái portfolio của mình rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người trước. Đầu tiên, đây nhá, mình sẽ insert vào đây. Một cái là mình sẽ vẽ đầu tượng. Nó là một cái bức rất là cơ bản. Khi mà bạn học hội họa ấy, thì cái chuyện mà khối này, về chuyện vẽ kiểu trắng đen ấy, rất là quan trọng. Tại vì những cái đấy là những cái cơ bản nhất. Khi mà mình giỏi những cái đấy ấy, mình show cho người ta là ừ, tôi giỏi những cái cơ bản như thế này, thì người ta có thể thấy là ừ, mọi người có thể nâng cao lên hơn nữa ấy. Thì đây mình vẽ một cái đầu tượng này. Tiếp theo là mình vẽ 6 cái sắc thái này của mình, giận dữ này, vui này, lo lắng vân vân, để cho người ta thấy là mình có thể vẽ chân dung. Chân dung là cái rất là khó vẽ trong hội họa. Nếu mà bạn nào học vẽ thì cũng sẽ biết, tại vì cái cơ ở trên mặt mình này, rồi cái tỷ lệ giữa những cái bộ phận ở trên mặt mình, mắt mũi miệng vân vân, với lại cái tổng thể của cái đầu ấy, nó rất khó. Đấy, thì mình vẽ cái này bằng chì để mình cho người ta thấy là tôi có thể vẽ cơ bản ấy. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang mình vẽ kiểu giống như là tranh ấy, tranh bằng cái chất liệu khác ấy. Thì cái này mình dùng màu acrylic. Thì khi mà nói về minh họa ấy, thì mọi người sẽ nghĩ là sẽ có rất là nhiều cái yếu tố sáng tạo trong những cái bức tranh của mình. Thì cái bức tranh tiếp theo này ấy, mình vẽ bản thân mình ở giữa, xong rồi mình đang ở Toronto, nhưng mà khi mà mình nằm ấy thì mình luôn luôn nghĩ về quê hương của mình. Đấy, để cho người ta biết là cái gốc gác của mình ở đâu. Tuy nhiên, trong cái bức tranh này ấy, cũng có thể show cho mọi người thấy là cách mình sử dụng màu này, cách mình vẽ cảnh quan, nó gọi là phối cảnh ấy, perspective ấy. Đấy, rồi cuối cùng là cách mà mình tô màu. Mọi người có thể thấy là nó có một nửa là trắng đen, còn một nửa bên kia là kiểu màu sắc rạng rỡ. Tại vì mình nhớ nhà mà, nên là bên kia sẽ màu sắc rạng rỡ hơn. Rồi cuối cùng ấy, ở giữa ấy, mình dùng monochrome. Monochrome có nghĩa là mình sử dụng một màu, nhưng mà mình dùng nhiều cái tone khác nhau ấy. Đấy, thì tiếp theo là cái bức tranh này. Thì cái bức tranh này ấy, tại vì cái ngành của mình là minh họa, kiểu minh họa có nghĩa là biến một cái ý tưởng thành một cái hình ấy. Thì tại vì mình rất là nhớ nhà, mình bảo là khi mà tôi ở đây thì tôi rất là nhớ nhà, nhớ về cái nguồn cội của mình. Kiểu thế. Đấy, thì cái bức tranh tiếp theo là như thế. Ok, cái thứ ba là khi mà mình, lúc mà mình đi làm ấy, lúc mà mình còn sang đây mình đi làm ấy, mình thấy là lúc mà mình có rất nhiều tiền ấy thì mình không có thời gian để mình đi chơi. Nhưng mà lúc mà mình có thật là nhiều thời gian để mình đi chơi thì mình không có tiền. Thế là mình đã come up với cái bức tranh tiếp theo, bức tranh thứ tư này. Đấy là mình sẽ viết một cái, mình viết một cái quote, một cái, mình viết hai cái kiểu như là những cái câu nói kinh điển ấy lên, thế xong rồi ở giữa mình sẽ minh họa cái câu nói ấy như thế nào.
Thì cái bức tranh này mình ghi là When people have spare time, they have no spare cash. When people are short of time, they are never short of cash. Có nghĩa là khi mà mọi người có nhiều thời gian thì mọi người sẽ không có tiền. Nhưng mà khi mà mọi người có rất rất là ít thời gian ấy thì mọi người có rất là nhiều tiền. Đấy, thế nên là mình có để một người làm việc rất là chăm chỉ, còn một người thì kiểu ngồi đấy kiểu ăn xin thôi ấy. Thế xong rồi ở giữa là một cái đồng hồ cát. Thì mọi người có thể thấy là cái thời gian của cái người mà có rất nhiều thời gian thì nó nhiều hơn, còn phần kia của người kia thì đã gần như hết rồi. Đấy, bức tranh thứ 5 của mình đấy là một cái tay. Hồi đấy mình rất là thích nướng bánh. Nhưng mà mình nghĩ là không biết là nướng bánh thì kiểu như là mình muốn cho người ta biết là đây là một cái hobby ấy, một cái sở thích của mình. Có nghĩa là ngoài chuyện vẽ này, ngoài chuyện đi học thì mình luôn luôn có một cái sở thích gì đấy, thì cho người ta biết là mình luôn luôn muốn tìm tòi những cái mới, hoặc luôn luôn muốn tìm tòi, muốn học hỏi ấy. Thì mình vẽ cái bàn tay này của mình cầm một cái phới, xong rồi cái phới đấy nó chảy xuống thành một cái macaron. Như hai cái bức tranh vừa rồi mọi người thấy ấy, thì cái style của hai cái bức tranh đấy mình vẽ bằng màu acrylic luôn. Nhưng mà hai cái style của cái bức tranh vừa nãy nó kiểu hơi chân thực một chút. Còn cái này ấy, mình hướng tới là mình muốn mix giữa hai cái style. Một cái là kiểu nó graphic ấy, là kiểu như là nó flat, kiểu vẽ thì có những cái hình đơn giản, những cái khối, những cái nét thôi ấy. Mình muốn mix cái đấy với lại cái vẽ chân thực. Thì mọi người thấy là cái tay ấy nó rất là thật, và cái tất cả mọi thứ ở phía trên rất là thật, nhưng mà cái background, cái phía sau ấy thì nó chỉ là line board của những cái bánh mà mình đã nướng thôi. Đấy, vẽ cái lifespan của một người ấy, con người luôn luôn lớn lên, già đi, thế xong rồi kiểu vòng tuần hoàn của người ấy. Thì đấy, mình minh họa cái này ở đây. Cái này thực sự là mình rất là không thích luôn ấy, nhưng mà cái này mình vẽ có một cái quả đất ở giữa, ở xung quanh mình vẽ một em bé này, xong rồi đến tuổi teen, xong rồi đến tuổi young adult, xong rồi đến tuổi trung niên, cuối cùng là già đi. Rồi cái vòng tuần hoàn ấy nó cứ như vậy. Ở trong nghệ thuật ấy nó có gọi là floating art, có nghĩa là khi mà mọi người vẽ, mọi người không thấy được cái sàn, cái đất ở đâu ấy, thì có nghĩa là cái tranh của mọi người ấy, nó chỉ kiểu nổi ở giữa cái tờ giấy thôi. Thì cái này nó là như thế. Thế nên là mình muốn cho mọi người, người ta biết là mình có thể vẽ được rất rất là nhiều cái loại khác nhau. Và cái chủ đề ấy, mọi người có thể thấy từ nãy đến giờ ấy, cái chủ đề nó cũng rất là khác nhau. Có một cái quote rất là nổi tiếng ở trong những cái ngành sáng tạo, gọi là think outside of the box. Có nghĩa là mình luôn luôn sáng tạo, luôn luôn sáng tạo ra khỏi những cái gì mà mình được dạy ấy. Đấy, thì mình khi mà mình nhìn thấy cái quote này, mình biết được cái quote này ấy, thì mình luôn luôn muốn minh họa cái quote này, nên là mình đã vẽ cái anh chàng này ở giữa. Như mọi người có thấy là đấy là cái đầu với có dấu hỏi chấm, nghĩa là tôi không biết làm gì với cuộc sống của mình bây giờ. Xung quanh ấy là tất cả những cái gì anh chàng làm trong vòng một ngày, từ ăn sáng này, đi vệ sinh, rồi khóc này, rồi ngủ, đọc sách, tắm, vân vân, tất cả đều trong trắng đen. Tại vì cuộc sống bình thường của mình ấy thì tất cả đều trong trắng đen. Tuy nhiên ấy, khi mà cái hộp này ấy nó mở ra phía trên, outside the box, thì mình đã vẽ bằng màu để represent cái chuyện mà khi mà mình nghĩ sáng tạo hơn ấy thì cuộc đời mình sẽ màu sắc rực rỡ hơn. Mình nghĩ thế. Đấy, thì mình rất là thích cái bức tranh này luôn ấy, kể cả khi sau này mà mình vẫn còn giữ cái bản vẽ của nó ấy, chứ mình không hề vứt đi. Ok, cuối cùng đấy là character design. Mình muốn hoạt họa những cái nhân vật của mình lên. Thì mình rất thích ăn trứng. Mình thích ăn trứng từ rất là lâu rồi, nên mình nghĩ là có thể là cái quả trứng này nó cũng có một cái cuộc sống giống như một con người. Thế là mình đã hoạt họa cái quả trứng này, nghe nhạc này, đi leo núi, đọc sách trễ, đi làm trễ, rồi trong lúc mà quả trứng này luộc ấy thì giống như là nó đang sauna. Cuối cùng là quả trứng ấy đang ăn mì ramen. Vậy đấy là tổng cộng 8 bức mà mình đã chuẩn bị. Đấy là 8 bức ở trong cái portfolio chính của mình. Thì thực sự ấy là mình không có giữ lại cái process work. Nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem cái quyển sketchbook này lúc mà mình học đại học nhá. Thì cái form của nó cũng gần như là giống nhau thôi. Thì trong những cái quyển sketchbook này ấy, bình thường ấy, lúc đầu ấy mình sẽ viết ra những cái ý tưởng của mình trước bằng chữ nhá. Đầu tiên mình sẽ viết ra bằng chữ hết. Đấy, thế xong rồi mình sau khi mà mình viết ra những cái bằng chữ đấy thì mình sẽ vẽ ra những cái
hình mà có thể liên quan đến cái ý tưởng của mình. Thứ ba, khi mà mọi người vẽ xong những cái đấy ấy, thì mọi người sẽ vẽ ra cái bố cục, những tất cả những cái bố cục của mình mà mình có thể nghĩ ra được để mình vẽ cái bức mà mình đang nghĩ từ cái ý tưởng nhá. Thì tất cả những cái bố cục này mình sẽ vẽ ra, có thể là từ 5 đến 15 cái bố cục tùy mọi người thôi. Tư, đấy là lineers. Thì lineers có nghĩa là khi mà mọi người chọn được trong đấy một cái bố cục rồi ấy, thì mọi người sẽ vẽ cái lineers đấy thật là to ra. Thế xong mọi người vẽ thật là chi tiết vào tất cả những cái gì mà mọi người muốn phản ánh ở trong đấy. Cuối cùng là mọi người tô màu. Tô màu ấy thì mọi người đừng có nên là tô ngay một màu nhá. Tô nhiều màu khác nhau, nhiều cụm màu khác nhau ấy, để cho người ta thấy là mình không chỉ lười biếng mình đi vẽ hẳn ngay một màu ấy, mà mình kiểu như là mình vẽ rất là nhiều màu, rồi mình xem là cái màu nào nó phản ánh cái ý tưởng này tốt nhất này, rồi cái màu nào là nhìn đẹp nhất. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái tips mà mình thấy cực kỳ hữu ích nhưng mà hồi xưa không ai nói cho mình biết. Tips đầu tiên của mình khi mà mọi người chuẩn bị portfolio ấy, là cái quan trọng nhất là mọi người sẽ phải vào xem là cái tất cả những cái môn học họ dạy những cái gì, cái chương trình nó dạy gì ấy, thì mọi người cố gắng làm cái portfolio ấy nó tựa trên đấy. Ví dụ như thiết kế đồ họa thì phải có logo này, phải có chữ này, phải có poster. Như mọi người thấy nãy giờ ấy, mình chỉ kiểu như là biến những cái ý tưởng thành cái hình để cho người ta biết bằng nhiều cái chất liệu khác nhau thôi. Nói về chất liệu thì mọi người phải dùng rất là nhiều những cái chất liệu khác nhau này. Trong cái portfolio của mình ấy, mình phải cho họ thấy là mình có rất là nhiều phong phú về những cái chất liệu, về những cái chủ đề, về những cái ý tưởng. Thì người ta mới thấy là mình luôn muốn học hỏi ấy. Tại vì khi mà vào năm nhất ấy thì người ta chưa có cho mình kiểu tìm ngay một cái style hay là kiểu phải theo ngay một cái chuyên ngành đâu, mà mình sẽ phải học những cái đại cương trước, học tất cả những cái mà họ dạy. Thế ra sau này năm 3, năm 4 ấy thì mình sẽ chọn những cái gì mình thích và mình theo đuổi. À, cái thứ ba đấy là mọi người phải ở trong cái portfolio của mọi người ấy thì luôn luôn sẽ có những cái tấm cơ bản. Tấm cơ bản ở đây có nghĩa là mình đã nhắc như vừa nãy ấy, là sẽ có khối này, sẽ có những cái vẽ chân dung đơn giản, màu trắng đen hoặc cơ bản của tất cả những cái ngành học vẽ. Trong suốt cái quá trình mọi người chuẩn bị portfolio ấy, luôn luôn nhớ là giữ một cái quyển sách này hoặc là một cái folder ở trên máy tính của mọi người. Luôn luôn giữ tất cả mọi thứ ở trong này. Rồi, tiếp cuối cùng đấy là original rất là quan trọng. Mình không nói là tất cả mọi người, nhưng mà sẽ có những cái trường hợp là người ta biết những cái tranh của bạn bị sao chép ở đâu chẳng hạn, thì nó sẽ không hay, chắc chắn là mọi người sẽ bị để từ chối ngay. Thế là mọi người dù xấu hay đẹp, dù cái tài năng của mình đến đâu ấy, cũng không quan trọng bằng cái original. Mình phải thật thà với cái giám khảo của mình ấy, là tất cả những cái bức tranh của mình ấy là mình tự nghĩ ra từ ý tưởng đến vẽ màu đến mọi thứ, thì họ sẽ thấy được là cái style của mình ấy trong suốt cả cái portfolio của mọi người ấy, thì sẽ có cái nét vẽ tương đồng giống nhau và cái cách lên bố cục giống nhau. Mặc dù là có thể là mọi người không biết là bây giờ mọi người mới chỉ tập vẽ thôi thì sẽ không có cái style đấy, nhưng mà khi mà mình vẽ lâu rồi, những cái giáo sư đấy họ vẽ mấy chục năm rồi ấy, thì họ nhìn vào ấy, họ sẽ biết là những cái này bạn làm hay không. Ok, đấy là tất cả những cái thông tin mà tuần này mình sẽ offer cho mọi người. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích tất cả những cái bạn mà muốn nộp vào trường ạt hoặc là có ý định. Mình nộp cách đây 6 năm rồi, nhưng mà tất cả những cái thông tin này khi mà mình research, nghiên cứu lại để mình làm cái video này thì nó gần như là hoàn toàn giống nhau hết. Cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây. Đừng quên like, subscribe cho Mia nhé. Và Mia sẽ hẹn gặp lại mọi người lần sau. Bye bye.